Dùng nước hoa hồng thì cái này nó có trà xanh và nha đam, thì các bạn sẽ kiểm soát được dầu, khi mình đi thì sẽ không bị bóng. Tiếp theo các bạn xài một lớp dưỡng da, cái này có tinh chất collagen và vitamin E giúp da mình sáng hơn. Theo mình sẽ sử dụng kem nền để che đi những khuyết điểm trên gương mặt, những đốm nâu. Theo thì các bạn sẽ dùng má hồng. Má hồng này là dạng gel, nó sẽ thấm vô da và nó sẽ ửng hồng, đừng nổi bật hơn. Theo các bạn sẽ dùng phấn. Phấn này là phấn phủ bên ngoài thì sẽ giúp cho da mình nó sẽ không có bị dầu đổ bóng. Các bạn thấy đó, sau khi sử dụng sản phẩm Rusy Vanity thì cái nền của các bạn sẽ không bị mụn và những chỗ đen nữa. Tiếp theo các bạn dùng chì vẽ chân mày để mình định hình lại chân mày. Hôm nay Ngọc đi dự tiệc với bộ trang phục như thế này thì mình sẽ chọn màu mắt nhẹ nhàng, đó là màu hồng.
nhánh đuôi mắt, tạo cho mắt sâu hơn. Tiếp theo các bạn dùng chì đen để mình vẽ viền mắt, tạo cho đôi mắt to hơn. Tiếp theo các bạn dùng bấm mi để mình tạo một hàng mi cong quyến rũ. Bạn sử dụng son màu nhạt mình sẽ sử dụng màu son là màu hồng. Ngoài trang điểm để cho ta có một màu đẹp, còn có dưỡng chất vitamin E giúp môi chúng ta luôn căng mọng.
sản phẩm Rusi Vanity. Chúc các bạn đi dự tiệc thật là vui.